cần nhìn em cũng biết tin nhắn bao nợ ngân hàng chứ vậy. Chán ghê. Nghe mà con gặp cái eo nữa chứ. Đã vậy còn sắp sinh nhật của anh sĩ nữa. Ôi tội nghiệp không. Thôi được rồi, bây giờ có cần anh cho mượn tiền không? Anh đừng lừa em á nha. Sao mà lừa được em? Này chuyện nghiêm túc, phải giúp đỡ đàng hoàng. Dạ, cần. Ừ, 2 tuần nha. 2 tuần hả anh? Ừ, 2 tuần có tiền. Thấy không? 2 tuần sau khi anh cưới á, là khoảng 5 năm nữa. Cộng thêm 2 tuần là có tiền. Anh này, bớt lớp vừa thôi là người ta mượn hụt à. Bởi vậy cái tính anh dễ gì cho người ta mượn. Tại không có tiền thôi, có cho mượn rồi. Nhưng mà ngày mai sinh nhật. Sinh nhật thì phải ăn ở nhà chứ. Nè, em nói cái gì? Bận gì thì bận, không lẽ bận tới nỗi không có thời gian ăn cơm hả? Nè, chị nói rồi đấy nha, em lo sắp xếp công việc đi đó. Thằng thiệt tình luôn. Cô ơi, bộ ngày mai là sinh nhật chú sĩ hả cô? Ừ, nè, chắc là mình sẽ đãi tiệc ở nhà đó. Trưởng khoa kiếm không kìa? Coi bộ căng lắm đó. Ồ, vậy hả? Rồi tôi thấy đâu phải lỗi do ông đâu. Tại gia đình họ khó quá thôi, không sao đâu. Tôi biết rồi. Cái này đi, phương pháp mới đó. My hả? Vô đi em. Ủa, anh Sĩ đi đâu rồi vậy anh? À, Sĩ mới vừa ra ngoài. À, vậy hả? Vậy thôi, gặp hai anh sau nha. My. Dạ. À, nói chuyện chút xíu nha. Ca phẫu thuật của Sĩ không được suôn sẻ. Sức khỏe của bệnh nhân hiện đang xấu đi, nên người nhà định đưa đơn kiện. Tuy bề ngoài nó vẫn nói cười như không có chuyện gì, nhưng thật ra nó buồn lắm. Em ráng động viên nó nha. Khoan đã, đợi tí. Được rồi, cảm ơn. Ui da, phải cẩn thận. Xin lỗi nha. Ủa? Tại vì em gấp quá à, cho nên tung trúng anh. Mà nhờ vậy em mới biết á, vòng ba của anh khủng ghê. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi, anh ăn chưa? Anh ăn sơ sơ rồi. Sơ sơ là bánh mì sandwich nữa đúng không? Em làm đoán trúng rồi. Hay quá. Anh hả? Sinh nhật anh sắp tới á, anh muốn em tặng quà gì? Khỏi đi, không cần đâu. Phải tặng chứ. Anh nói được rồi, không cần đâu. Hay là anh chê em nghèo đúng không? Không có tiền mua quà tặng cho anh chứ gì? Em nghèo thiệt mà. Thì nghèo thiệt nhưng mà quà tặng cho người yêu em mua được mà. Được rồi, anh nói là không cần đâu. Nhưng mà em mua được, anh thích cái gì? Em muốn mua đúng không? Ừ. Vậy mua cho anh chiếc mui trần đi. Anh chơi lớn quá vậy. Tiền đâu em đủ mua? Anh nói giỡn thôi. Chỉ cần là bữa đó em đi ăn, rồi nói chuyện với anh và làm vui rồi. Vậy có bình thường quá không? Bình thường gì, anh thích vậy đó. Ngồi gần người mình yêu, vậy là vui rồi, hạnh phúc rồi. Khi nào ông rảnh á, gọi cho anh nha. Mình đi ăn bất cứ lúc nào. Ừ. Vậy nha. Vào đi. Ai, tôi lấy lại cuốn tạp chí nha. Tôi để anh bàn kìa. Sao giờ đây, không có suy nghĩ gì đặc biệt hết nè. Lại than thở gì nữa. Ngày mai là sinh nhật của anh Sĩ rồi. Anh biết tôi không có tiền nhiều, cho nên anh cũng không có đòi hỏi cái gì hết á. Nhưng mà bản thân của tôi vẫn muốn làm một cái gì đó, món quà đặc biệt tặng cho anh. Mà nãy giờ suy nghĩ hoài không được. Quà đặc biệt á hả? Ừ. Hay là bà với ổng đi chơi xích tiên hay làm sen gì đó đi. Bà này, bà làm như tôi với anh Sĩ là còn con nít vậy. Anh trưởng thành rồi, anh không có thích mấy chỗ đó đâu.
Nói thiệt chứ trước giờ tôi cũng chưa làm vậy bao giờ, cũng không biết làm sao. Mà cái chuyện quan trọng á là anh đang có chuyện buồn ở bệnh viện. Tôi muốn làm một cái món quà gì đó đặc biệt bất ngờ cho anh, vui thiệt là vui luôn, hiểu không? Kiểu như là quà cổ vũ tinh thần ổng á hả? À, cũng kiểu kiểu vậy á. Vậy hay là bà thử vũ điệu cổ vũ ổng đi. Vũ điệu cổ vũ. Coi nha, coi xong ráp lại á. Đây. Mà động tác á phải dứt khoát nha. Làm lại cho tôi thấy nè. Rồi xong rồi đánh. Đánh vào đây. Đây, đi vào đây. Ở trên này. Trời sao khó vậy ta? Cái này á, dứt khoát lên thì nó mới dễ hơn bánh này nữa không? Cái động tác cơ bản lắm rồi đó. Cơ bản rồi hả? Ừ, làm lại rồi. Đánh vòng lên. Giống như quay xe vậy nè. Lên. Đúng nè, lên nè. Phải là chân sâu, chân sâu. Nó không nổi luôn á. Thì đó ơi, động tác đơn giản lắm luôn á mà bà tập không được nữa. Tôi bó tay luôn á. Bà yên tâm đi, tôi là mi đa năng mà. Nếu mà giờ tập không được thì bố bó tôi tập cả đêm tới mai luôn cũng được. Là kịp rồi. Bà định nhảy gì luôn hả? Ừ. Tôi thôi tập nha, tôi lên tôi ngủ á, ngủ lắm luôn rồi đó. Thành kiểu gì mà ồn ào quá, làm sao mà người khác ngủ được hả? Ê! Trời ơi, em biết bây giờ là mấy giờ không vậy? Dạ, em xin lỗi, tại em lo em tập quá, em không biết trễ à. Xin lỗi cô Liễu nha, xin lỗi hai anh. Mọi người đi ngủ tiếp đi. Đi ngủ cho anh này. Em biết rồi, em biết rồi. Ngủ nguyên. À, giờ sáng không đi. Ngủ đi. Xin lỗi, xin lỗi. Em nè, chắc anh phải về nhà ăn cơm rồi. Chịu qua có dễ giận lắm. Vậy hả? Vậy không sao đâu. Cũng lâu lắm rồi anh mới về nhà ăn cơm mà đúng không? Ừ, vậy gặp em sau nha. Anh à, hay là trước khi về nhà mình gặp nhau xíu được không? Chi vậy? Ờ, không có gì. Chỉ là em muốn gặp anh thôi à, nha. Ờ, cho khoảng 6 giờ anh về á. Có gì về anh gọi cho. Ừ, vậy nha. Bye bye anh. Lâu dữ vậy ta? Sĩ! Ủa? Chị tới đây chi vậy? Tới đây đón em về nhà ăn cơm chứ chi. Trời ơi chị ơi, em lớn rồi, em tự biết về nhà mà. Vậy thì đợi em chút nha, đi gặp bạn cái đã. Khoan đã, cái thằng này đi về nhà ăn cơm rồi gặp bạn sao cũng được mà. Nhưng mà gặp một chút thôi. Bây giờ em có về không? Ủa nào, chị buông em ra. Chị buông em ra. Gặp bạn sao cũng được mà. Chị buông em ra mà. Chị. Em nghe nè. Ờ, chị hai đang chở anh về nhà. Cho nên về nhà ăn cơm. À, em ra khỏi nhà chưa? Ờ, em còn chưa ra khỏi nhà nữa. Ờ, vậy thì may quá. Về ăn cơm xong anh gọi nha. Không sao đâu, hôm nay sinh nhật anh mà. Anh cứ ăn chơi đã đi rồi gặp em cũng được. Nhưng mà hứa đi, đừng có giận nha. Khùng quá, có ai đâu phải giận người dân. Em nói chuyện với ai vậy? Bạn em, người này chị không biết đâu. Cái gì? Bạn bè em ai mà chị không biết chứ? Người này có thể chị biết á. Chúc cô ba sinh nhật vui vẻ nha. Mày coi mau mau lấy vợ đi để có người chăm sóc nữa chứ. Ở vậy mình buồn chết luôn á. Với lại coi anh em mình
tác hợp cho ba với cô Liễu kết hôn sớm sớm đi. Thôi xin mời mọi người. Dạ xin mời dạ, mọi người cùng nâng ly nha. Một, hai, ba. Vô. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Dạ cảm ơn mọi người. Ồ, này ông đã quá. Nó cứ có một ly nữa cậu ba. Đây nữa. Sung dữ vậy? Nó sinh nhật của ba mà. Mà chị cho. Vô vô vô. Anh em mình vô, anh em mình vô. Vô cái là vô. Vô. Ba uống đi. Ba gấp vào mồi cho bạn. Vô. Chú ơi. Chú ơi chú. Chú ơi. Chú ơi chú. Chú ơi. Chú. Chú tỉnh rồi hả? Có gì vậy con? Dạ. Cô kêu chú xuống dưới nhà hả chú? Ờ. Chú biết rồi. Chú. Con chúc mừng sinh nhật chú. Con không có nhiều tiền nên chỉ có thể tặng vậy thôi à. Ủa? Cũng sắp ra tiệm cà phê hả? Nè, sao không tiệm được hay vậy? Dạ, đâu có hay cái gì đâu. Con tới nói với chú chủ tiệm, rồi chú tìm giùm con luôn á. Cảm ơn con nhiều nha. Nhờ con mà chú có cơ hội gặp lại nó. Cũng lâu lắm rồi. Dạ không có gì đâu. Chú cũng giúp đỡ con nhiều mà. Thôi chú xuống nhà liền đi, cô đang kêu chú á. Chú biết rồi, lát chú xuống. Như là mình quên cái thứ gì đó quan trọng lắm thì phải. Sơ hở cái là nó chích, sơ hở cái là nó chích. Điện thoại bắt máy ta. Đứng chờ kiểu này cho mũi chết chết luôn á. Alo anh à. Alo anh, sao lâu quá vậy? Ờ em đang ở đâu vậy? Thì em đang ở công viên gần nhà anh chứ đâu. Ủa em còn ngoài đó hả? Không thấy anh thì em về đi chứ. Tại em tưởng anh ra liền. Ờ anh xin lỗi, tại vì anh uống vài ly à, cho anh mệt quá anh ngủ quên. Ờ vậy thôi anh ở nhà anh ngủ luôn đi. À đừng, ở đó anh ra liền nha. Mi ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. 사랑하신 mừng ngày sinh nhật của anh. Mừng ngày sinh nhật của chị. Mừng ngày má chị.
mới sinh chỉ ra đời. Happy birthday to you. Đáng lý ra em nhảy là sung lắm á, em chuẩn bị hết trơn rồi. Nhưng mà mũi chích quá, nó hút máu hết năng lượng, nhảy hết sung nổi. Nè, đem về treo phòng. Quên, để em lấy quà tặng anh, em có chuẩn bị quà á. Cảm ơn em nha. Anh cố lên nha, nhìn anh vất vả vậy á, em xót lắm á. Anh biết rồi, từ đây về sau anh sẽ không làm cho em khổ nữa đâu. Đói bụng quá à. Khi nào lễ sinh nhật, giờ được ăn sinh nhật chưa vậy? Bây giờ đã ra một bữa ăn bể bụng luôn. Sơn hào hải vị, chịu không? Chịu. Mệt không? Ok quá chừng nè. Dọn đồ đi. Đi.